thông quang bảo hà chốn ấy phong quang màn gì các cuộn châu trang đầu thập lục ngàn châu ý quyên ca tam thập thập lục ngàn nịnh châu ý bao nhiêu ý thổ mang ý quy đồng về hòa tôn công đầu y vua ban cái thế quyền xẹp đòi ác chế hại dần khi vui định sáp non thần lòng vì nước vì dân y hay còn gì dòng biển cả
thỉnh bóng hoàng vì hôm nay thỉnh bóng hoàng vì thần hôn khẩn đạo đăng nhang phụng thờ trần kỳ có chữ nam mô có chữ nam mô trần kinh có chữ nam mô hoàng sang ngự đồng hoàng về có phép thần thần thông chuộc chen ô lòng quần tiên chuộc chen trà ô lòng tay cô nâng bình bình ngọc ngọc bàn tiên nâng chen vàng hiện tượng tiên ba trà ô lòng bầu đơn lòng lòng tỉnh lúc lúc thăng nhàn hiến hiến à vui giúp công bảy bảy hoa hôm nay hồng trà ba chén các cô khuyên mời mình hương mình mỹ vì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
canh đất đổi tuệ nhật nhật sáng soi long long dục kiến cương thường đang gánh giả sát sát được mùi phong phong nguyệt nước non để mê quốc tuy cuộc hôn xưa nay dường như ngọn cỏ canh canh cây là hãy hoàng bảy con ngồi ngắm nguyên say hoa cả cô về bàn đề đền đây đây dâng dâng nước dâng dâng thuốc pha trà hoàng sơn hoàng bầy nhăn nhăn ai lên đất đất ý a ô hà bảo bảo nêm mùi phong nguyệt ý à, đó là cảnh thân thiên sáng sáng điều pha tiên thần tiên trên bảo xây cảnh là thần tiên trên bảo hà cỏ cùng cây đua chen hoa lan tần 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 hoa nằm ngoài ý mười mười phân phân xa có kém xa sáng u linh phà xa còn kém xa mười phân phân ô xa còn kém xa mười phân phân tay ngõ hoa ý a đào đồng đồng đào mi đồng đồng sẽ mây là mây cho tỏ ý a tìm lối vào vào hạ sơn sáng u sáng u liêu pha sơn vào hạ sơn nổi vào của mắt nội đồng đồng
lệnh sai thủ mang hội đồng phụng nghinh đón rước rước công bảy về tàu đôi việc hoàn. Thành ra hồi cùng Nghệ An đi có đức hoàng mười thông minh trí tuệ tuyệt vời.